Giải đấu PMPL VN mùa 4 đã chính thức khởi tranh vào ngày 24 tháng 8 năm 2021 với 20 team tham gia. Hãy cùng mình điểm qua những diễn biến nổi bật của tuần thi đấu đầu tiên nhé. Tuần thi đấu đầu tiên đã chứng kiến sự bùng nổ của các đội tuyển. Từ những đội tuyển đã có tên tuổi cho tới những cái tên mới lần đầu tham dự, họ đều đã cống hiến một tuần thi đấu vô cùng cảm xúc cho người xem. DJVR có thể nói là đội tuyển nổi bật nhất trong tuần thi đấu khi có cho mình được 5 lần ăn gà, kèm theo đó là phong độ hủy diệt khi có được vị trí top 1 của Weekday và vị trí thứ 2 ở Super Weekend. Với phong độ chói sáng của các tuyển thủ và lối chơi tay to không ngại va chạm, DJVR cũng là đội có chỉ số hạ gục cao nhất trong tuần thi đấu mở màn. DJVR vẫn cho thấy được hình ảnh của nhà đương kim vô địch PMPL Season 3 và đây chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu cho giải đấu PMPL Season 4 lần này. Box Gaming ở vòng Weekday không quá tốt thì đến với Super Weekend, chúng ta đã chứng kiến màn lật kèo ngoạn mục ở trận đấu cuối cùng giúp họ vô địch vòng Super Weekend tuần 1 giải đấu PMPL Season 4. Sau khi khởi động ở 2 ngày đầu tiên thì màn lột xác của một trong những cái tên có tuổi đời lâu nhất làng PUBG Mobile đã cho thấy họ nguy hiểm đến cỡ nào khi ẵm về cho mình 3 lần top 1 với phong cách bắn đè tay cực mạnh của các player trong team. Shylight Diamond cũng thể hiện rất tốt ở tuần 1 khi có cho mình 3 lần ăn cơm gà. Và đặc biệt, tuyển thủ Trương Jin thể hiện lối chơi tay to cũng có cho mình 2 lần đạt danh hiệu MVP cá nhân. Best Absolute Training là một cái tên không quá nổi, nhưng ở tuần khai mạc giải đấu họ cũng đã cho thấy mình là một đối thủ không hề dễ chơi khi nhẹ nhàng có 2 top 1 ở những ngày thi đấu đầu tiên. Một ông lớn khác là Vgaming cũng đã lên tiếng khi có 2 lần top 1 và hạng 4 ở vòng Super Weekend. Nổi bật lên hẳn trong đội hình của Vgaming có thể nói đến người đã từng vô địch PMPL, Vosher. Với lối bắn không ngại va chạm và kỹ năng cá nhân cực cao, Vosher có cho mình 3 danh hiệu MVP trong tuần 1. Cái tên Takademi lần đầu được tham dự giải đấu PMPL, nhưng họ không hề bị choáng ngợp trước các ông lớn. Họ chứng minh được mình là những người trẻ và là tương lai của PUBG Mobile Việt Nam. Thi đấu cống hiến, Takademi có cho mình được 2 lần ăn cơm gà trong giải đấu lần này. Lại là một cái tên mới nữa, Bizenov cũng có được cho mình 2 lần đạt top 1. Dưới sự dẫn dắt của người đội trưởng cũ từ Vgaming là Bensu, thì những cá nhân trong đội hình của Bizenov cũng đã tỏa sáng mạnh mẽ ở tuần thi đấu đầu tiên. Triple knock out dành cho anh chàng này và đó sẽ là 3 điểm hạ gục dành cho Bizenov thôi. Angry Animal Team cũng đã rất bay ở vòng Weekday khi có cho mình 2 lần ăn gà. Nhưng sang đến Super Weekend thì phong độ đó lại không được giữ vững và họ chỉ có được cho mình vị trí thứ 16 chung cuộc. Bây giờ sẽ là 2v4. Lối đi nào thì đi đây, áp lực tạo ra tiếp tục cũng còn làm rất nhiều. One More tuy chỉ có một lần giành được top 1 ở tuần này, nhưng họ vẫn thể hiện được tại sao mình lại được coi là đội tuyển ứng cử viên cho chức vô địch. Thường có những vị trí cao cho các trận đấu, One More còn có lối chơi sử dụng nét rất tốt, đặc biệt là nguyên 2K. Bảo Nam United cũng đã có một vòng Super Weekend bùng nổ khi có một lần đạt top 1 và đứng vị trí thứ 5 chung cuộc, bám đuổi rất sát sao các vị trí top trên. Talent All-Star có một tuần thi đấu hết sức thành công với một lần ăn cơm gà ở vòng Super Weekend và đặc biệt là Midlaren có cho riêng mình 3 danh hiệu MVP của trận đấu này với phong độ cực cao, kèm theo đó là rất nhiều điểm kill. Người anh em của Talent All-Star là Talent Esports cũng thi đấu khá ổn định khi nhanh tay có cho mình một top 1 ở tuần thi đấu thứ nhất. Easy Aspy tuy không giành được lần ăn gà nào nhưng khả năng sinh tồn của họ là không thể bàn cãi khi đều có những thứ hạng rất cao trong các trận đấu giúp họ kết thúc vòng Super Weekend tuần 1 ở vị trí thứ 6. Like Blue Gaming, Yumi House hay DRK Esports đã làm rất tốt ở Weekday nhưng sang đến Super Weekend họ lại không thể hiện được nhiều khi chỉ có được những vị trí ở phía dưới của bảng xếp hạng. Tuần thi đấu đầu tiên cũng chứng kiến sự xảy chân đáng tiếc của hai tên tuổi lớn tại Việt Nam là Eagle Esports và Made in Việt Nam khi họ không thể lọt vào Super Weekend. Tuần tới, hai đội này sẽ phải lấy lại phong độ để trở lại với cuộc đua tới ngôi vô địch. Hai cái tên mới tham dự giải đấu PMPL lần đầu tiên là Xiaomi và Three Shell Legion cũng đã thi đấu không tốt trong tuần thi đấu đầu tiên. Có thể họ bị ngợp trước các team khác, nhưng chắc chắn hai đội tuyển tiềm năng này sẽ thay đổi mình ở những tuần thi đấu tiếp theo. Đội tuyển nào mà bạn thấy ấn tượng nhất trong tuần 1 của giải đấu PMPL? Liệu tuần sau có ai có thể lật đổ được đế chế của DX và Box Gaming hay không? Hãy bình luận ở phía dưới ý kiến của bạn nhé! Giải đấu PUBG Mobile Pro League mùa 4 chính thức khởi tranh từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021. Đón xem ngay vào lúc 16h30 hàng ngày trên các kênh sóng của PUBG Mobile Việt Nam. Next Generation, thế hệ của những chiến thắng khác biệt.